Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Quốc Thái, bạn hỏi là: anh ơi, iPhone 13 Pro Max bị sập màn và đã thay màn rồi thì có nguy cơ bị sập lại nữa hay không? Mong anh trả lời giúp em. Chúc anh sức khỏe. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Thế thì đầu tiên nhá, là mình cũng là một người bị cái lỗi màn hình ở trên iPhone 13 Pro Max. Và mình mua hàng tại ClickBuy, và khi mà mình đưa đến cho anh Tuấn ấy, thì máy của mình vẫn đang trong cái tình trạng là được bảo hành chính hãng, nên mình được thay một cái màn hình zin hoàn toàn mới của hãng. Đó, được chưa? Và sau khi thay màn hình zin hoàn toàn mới của hãng thì đến thời điểm hiện tại là máy của mình dùng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, thì đấy là của mình nhá. Thế còn có nguy cơ bị sọc nữa hay không ấy, thì rất là mong các bạn, những cái bạn nào mà đã bị lỗi màn hình của iPhone 13 Pro Max và các bạn đã thay rồi, thì các bạn sẽ xem là đến bây giờ các bạn dùng nó có bị nữa hay không. Đấy, có bạn nào mà đã bị đến hai lỗi màn hình ở trên một cái điện thoại 13 Pro Max hay chưa thì có thể để lại comment. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là có nguy cơ bị lại nữa hay không ấy thì chúng ta sẽ phải cần thời gian, chứ còn mình bị cái đấy mấy tháng thì mình nghĩ là đến thời điểm này thì cũng chưa khẳng định chắc chắn được là liệu nó bị lại hay không. Còn hãy chú ý nhé, ví dụ như với cái trường hợp của mình là mình sửa ở trong hãng đấy, và nó yên tâm tuyệt đối rồi. Nhưng bây giờ đang có một số những cái cách mà họ sửa đấu dây đồng vào cái màn hình ấy, để mà chuyển từ cái 120Hz sang 60Hz, nghĩa là coi như là bạn sẽ mất luôn màn hình 120Hz, các bạn hình dung được không? Để nó cứu lại cái đấy. Thì rõ ràng là cái này là cái phương pháp không thể tốt được bằng cái việc là bảo hành ở trong hãng là rồi. Đấy. Nhưng mà các bạn cũng biết là bây giờ có một số những cái mà hãng nó từ chối bảo hành vì thiếu cái này cái nọ, xong rồi là nhiều vấn đề lắm. Xong rồi liên quan đến cả cái việc là nếu mà máy bạn mà hết bảo hành ấy mà vào trong hãng mà thay, úi dồi ôi, nó chát luôn ý. Đấy là căng đấy nhá. Còn cái lần mà mình bị là rất là may mắn khi mà mình bị ở trong cái lúc mà nó vẫn còn bảo hành. Đấy, nó vẫn còn bảo hành thì mình cảm thấy đến bây giờ thì bình thường, chả vấn đề gì cả. Đấy. Còn đúng thật là cái này là phải cần thời gian đấy nhá các bạn nhá. Rồi, và trước khi vào cái câu hỏi thứ hai ấy, thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua điện thoại hàng chính hãng mới 100%, giá cực kỳ tốt đến từ các thương hiệu như là iPhone của Apple này, Samsung, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, thì các bạn có thể tham khảo qua tại ClickBuy. Đấy, cái lợi ích của cái việc mua hàng chính hãng nó là như thế đấy. Còn nếu mà bạn nào mà có nhu cầu muốn mua laptop cả cũ lẫn mới, hàng phần lớn là nhập Mỹ, chất lượng cực kỳ yên tâm, giá cả phải chăng và cấu hình cũng rất là cao, các bạn có thể tham khảo qua tại trungtrần.vn. Tất cả thông tin thì mình đã để phía dưới rồi nhá. Rồi, chúng ta sẽ bước đến câu hỏi thứ hai nào. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trungtrần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Câu hỏi thứ hai của bạn Tăng Minh Luân, bạn hỏi là: anh Dương ơi, liệu trong tương lai có hệ điều hành nào ngang hàng với cả iOS hay là Android hay không, để có thêm sự cạnh tranh có lợi cho người dùng? Rồi, rất thú vị. Thế thì cá nhân mình ý, thì mình nghĩ là cái hệ điều hành đó nó phải đủ mạnh. Đấy, nhưng mà khó, mình không nói là không thể, nhưng mà thực sự là rất khó. Bởi vì rất nhiều hãng đã làm cái điều này rồi nhưng mà không thể làm được. Ví dụ như một gã khổng lồ về công nghệ, đấy là Microsoft. Họ đã có Windows Phone, nhưng mà các bạn thấy đấy, một gã khổng lồ như Microsoft còn không thể làm được, không thể cạnh tranh được với cả iOS, cả Android, và bây giờ Windows Phone là coi như là xong rồi, đúng không nào? Hay cũng một hãng không phải là khổng lồ nhưng mà cũng là một hãng lớn về công nghệ và phần mềm, đấy là BlackBerry. Các bạn thấy đấy, hệ điều hành của BlackBerry làm sao mà cạnh tranh được với cả Android, với cả iOS, và những cái vòng đời cuối cùng của những cái sản phẩm điện thoại BlackBerry là thậm chí là họ còn sử dụng luôn Android luôn. Đấy, còn trước đó là họ còn phải cộng sinh vào cái nền tảng của Android để mà cài đặt file APK trên cái hệ điều hành của mình. Thế thì làm sao mà sống được, đúng nào? Hay đơn giản là bây giờ Samsung ấy, họ có cả hệ điều hành Tizen ấy, các bạn hiểu không? Nhưng mà cũng không thể nào cạnh tranh lại được. Samsung là một tập đoàn công nghệ khổng lồ trên thế giới đấy nhá. Đấy. Hay là cũng là một tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, đấy là Huawei. Các bạn thấy đấy, sau khi Mỹ cấm vận không cho dùng Android nữa, à không cho dùng các dịch vụ Google chứ, thì bạn thấy là bây giờ số phận của hãng đó đi đến đâu rồi? HarmonyOS vẫn còn
liên quan Android nhé, đừng nói là không liên quan gì nhé. Chứ còn bảo là để có một cái hệ điều hành riêng của chính mình để mà cạnh tranh được với iOS, với cả Android thì thực sự là rất khó, chỉ trừ khi là phải, một là phải có rất nhiều tiền, tiền gọi là tiền tấn luôn, tiền hàng triệu tấn ấy, kiểu thế. Và thứ hai nữa là phải được cái sự đồng thuận của rất nhiều người dùng ở trên thế giới này, và người ta hào hứng cái điều đó. Nghĩa là nó phải có một cái bước đột phá vô cùng khủng khiếp, các bạn thấy đúng không ạ? Thì mới được, thì mới có thể cạnh tranh được. Chứ còn nếu không là căng đấy, thực sự rất căng đấy. Đấy. Chứ còn bây giờ mình thật với bạn chứ, bảo là cái gì nó cũng sẽ có luôn luôn có hai cái thế mà nó song song như này, thì bảo có một cái người thứ ba đến là cũng hơi căng đấy, căng. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Pop Tây Nguyên. Bạn hỏi là: anh Dê ơi, cho em hỏi tại sao Sony lại mất tích vậy anh, chờ mãi không thấy xuất hiện? Bởi vì đơn giản là bây giờ cái mảng điện thoại của Sony họ quá yếu rồi. Đấy. Sony thì mình thấy là cái mảng TV của họ vẫn ổn, nhưng mà không mạnh được như ngày xưa nữa. Nhưng mà ổn nhất của Sony bây giờ theo mình nữa nhá, là máy ảnh Sony cực kỳ ngon luôn. Hiện tại mình cũng đang dùng một cái, dùng mấy cái máy ảnh của Sony cơ, A7 Mark 3, A7 Mark 4. Đấy. Thì mình thấy là chắc là mạnh nhất của Sony bây giờ chắc là máy ảnh thôi. Chứ còn về điện thoại là coi như là xong rồi đấy. Nó giống kiểu là HTC đấy. Đấy, thế thì để lý giải cái nguyên nhân thất bại của Sony thì nó có nhiều lắm. Nhưng mà theo mình nhé, thì ngoài cái việc từ chính bản thân Sony là gì? Đấy là việc họ quá bảo thủ, họ không chịu thay đổi qua nhiều năm. Trừ Apple nhé, Apple nó một mình một ngựa, nó cũng rất bảo thủ, nhưng cái bảo thủ của Apple nó khác về Sony. Đấy. Nhưng mà từ ngoài cái việc là từ chính bản thân Sony ra, thì còn có yếu tố nữa mình nghĩ là rất là lớn. Đấy là sự trỗi dậy của điện thoại Trung Quốc. Nếu như ngày xưa ở trên thị trường khi mà chưa có điện thoại Trung Quốc, thì các bạn sẽ thấy là có Apple này, Samsung này, HTC, Sony, LG, với cả những cái điện thoại Sky, Pantech của Hàn Quốc cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, khi có những hãng điện thoại Trung Quốc ra mắt với mức giá và nói là rẻ vô cùng, cái thời điểm mà nó ra mắt rẻ đến mức độ mà nó khiến cho tất cả mọi người bỏ qua hết cái sự yên tâm khi mà mua điện thoại Trung Quốc. Bởi vì ngày xưa người ta sợ lắm, người ta sợ ôi đổ tàu mua ăn thôi gì vớ vẩn ba lăng nhăng, đúng không, ba bữa nửa tháng lại hỏng. Nhưng mà không, qua mấy năm trời, thậm chí nó còn khẳng định là nó còn bền hơn cả Sony thật luôn ấy. Thì các bạn thấy nó như thế nào đấy. Ví dụ như ở thị trường Việt Nam nhé, thì các bạn đã thấy là ở đất nước chúng ta, ở cạnh Trung Quốc, người Việt Nam chúng ta cũng nhiều người ta không thích Trung Quốc, đúng nào? Có thể coi như là, ở ví dụ như là 50 người thì có thể là không thích, nhưng mà 50 người là ghét đi. Đấy. Thì rõ ràng là cái việc chúng ta tiếp nhận những cái món đồ Trung Quốc nó sẽ chậm hơn các cái nước ở trên thế giới. Nhưng những nước ở trên thế giới, bạn biết, người ta tiếp nhận đồ Trung Quốc rất nhanh luôn. Giá rẻ là mua, tôi chả cần quan tâm đến đấy. Tôi có thù địch gì với Trung Quốc đâu. Đây là ông Việt Nam, ông thù địch nước tôi thù địch cái rẻ, đúng nào? Đấy, thế thì Sony chết ở thị trường toàn cầu trước. Thế chết ở thị trường toàn cầu, tôi hiển nhiên là về Việt Nam thì cũng chết luôn còn gì nữa, đúng nào? Đấy, thì rõ ràng cái điều đó là nó sẽ xảy ra. Và khi người dùng Việt Nam, người ta bắt đầu dùng điện thoại Trung Quốc rồi, có thể là trước kia người ta đang rơi vào tình huống là người ta nghi ngờ. Nhưng khi người ta dùng rồi, người ta cảm thấy là ô, dùng cũng chả vấn đề gì cả. Người ta dùng mấy năm người ta không hỏng đâu, đúng nào? Và dùng nó cũng vẫn tốt. Thì tại sao lại phải bỏ ra một số tiền gấp đôi, gấp ba lần một cái điện thoại Trung Quốc, trong khi trải nghiệm thì không hơn là mấy? Tất nhiên, mình đã nói là không hơn là mấy nhá. Và rõ ràng người ta có thể tiết kiệm tiền để đi làm việc khác. Định giá của Sony quá cao, đúng nào? Mình không nói điện thoại Sony không tốt, nhưng rõ ràng là cái việc định giá gọi là quá cao. Thêm một cái điểm nữa là gì ạ? Là Samsung cũng rất mạnh nữa. Đấy, điện thoại Trung Quốc vươn lên, Samsung cũng vươn lên cực kỳ mạnh. Và như thế thì Sony mất tích, nó là như vậy. Đấy, cả hình dung rất là tiếc cho Sony. Mình thật luôn, mình là một người rất yêu thích Sony, yêu vô cùng luôn, máy ảnh chỉ có nghĩ đến Sony thôi. Đấy, nhưng mà điện thoại thì thực sự là rất là đáng tiếc, mình nghĩ là đáng tiếc cho họ. Và kể cả Nokia cũng thế thôi, Nokia thì chết vì Windows Phone, nên mình đã sẽ có những video mà mình phân tích rất là kỹ về nó từ trước đấy rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo. Bạn Hiếu Trung, bạn hỏi là: em tính mua một chiếc iPad để phục vụ cho nhu cầu học tập. Em thì đang học y, chủ yếu là nốt bài giảng và lướt web. Thi thoảng thì có vẽ, chơi game thì rất ít. Em cần một cái iPad dùng trong 5 năm tới, giá 16 triệu đổ lại. Mong anh tư vấn, xin cảm ơn.
Thế thì với cá nhân mình ý, mình sẽ đưa ra cho bạn hai sự lựa chọn. Một là hàng mới tinh, bạn có thể thừa tiền để mua một chiếc iPad Air 5 M1 2022 nhé các bạn nhé. Còn nếu mà lựa chọn một cái laptop cũ ấy, thì bạn có thể mua một chiếc iPad Pro 11 inch năm 2021 phiên bản chip M1. Thế thì cá nhân mình thấy là nếu mà so iPad Air 2022 với iPad Pro 11 inch 2021 ấy, thì mình thấy là hai cái sản phẩm này thì cái Air nó sẽ được cái là nó sẽ nhẹ một chút xíu thôi, chứ còn iPad Pro chính xác là mỏng hơn ấy. Đấy, nhưng mà cái được ở đây là gì? Đấy là khi mà bạn lên cái phiên bản Pro ấy, bạn sẽ được cái màn hình 120Hz. Đấy là cái thứ nhất. Bạn sẽ được cái bộ nhớ trong tối thiểu nó đã là 128GB rồi. Đấy, bạn sẽ được cái camera nó đa dụng hơn với cả camera góc siêu rộng ở phía sau nữa. Còn về pin giữ thì mình trải nghiệm mình thấy cũng không đáng kể, không chênh lệch nhau nhiều. Đấy, bạn sẽ được 4 cái loa ngoài và bạn sẽ có cả nhận diện khuôn mặt các thứ nữa. Đấy. Thì nếu mà là mình ý, thì mình sẽ nghĩ là mình nếu mà sử dụng rất lâu dài như thế mà trải nghiệm trong khoảng thời gian dài để cảm thấy nó thoải mái, sung sướng, không có điểm gì phải lăn tăn cả, thì mình sẽ mua iPad Pro 11 inch 2021. Chip M1 thì cả hai giỏ này đều quá mạnh rồi. Đấy. Còn nếu mà bạn thích một cái sự lựa chọn nó yên tâm hơn, nó an toàn hơn và lại được tự tay mình chính tay bóc siêu ra thì sẽ là iPad E5 nhá. Đấy, thì đấy là quan điểm của mình. Nhưng mình thì mình nghiêng nhiều hơn về iPad Pro 11 inch cũ. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Isdon243. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, 10 triệu mua điện thoại dùng lâu dài thì nên mua iPhone hay là hãng nào? Mong anh trả lời em, cảm ơn. Thế thì cá nhân mình thấy là như này. iPhone ấy, có thể là không dùng lâu dài về mặt hiệu năng ở trong cái tầm giá này so với các hãng khác. Nhưng cái được của iPhone đấy là gì? Đấy là khi mà chúng ta dùng lâu dài, với lâu về dài, nếu mà điện thoại mà có xảy ra hỏng hóc ấy, thì cái việc mua đi bán lại nó rất là dễ dàng. Thì cái việc sửa chữa nó rất là dễ dàng này, mua đi bán lại dễ dàng này, nhiều phụ kiện đi kèm các thứ. Đấy, thì đấy là ưu điểm của iPhone. Còn có thể bạn mua những chiếc điện thoại Android ở trong tầm giá 10 triệu. Ví dụ như bạn có thể mua được chiếc điện thoại có sạc nhanh hơn, có màn hình tần số quét cao hơn, có tấm nền xịn sò hơn, có camera đa dụng hơn, có thời lượng pin trâu hơn iPhone chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng nếu mà xảy ra hỏng hóc ấy, thì cái việc sửa chữa chưa chắc đã dễ đâu. Đấy, thì chúng ta cần phải cân nhắc. Tất cả đều là sự đánh đổi. Tuy nhiên, mình thì mình cần cái trải nghiệm nhiều hơn. Nên là trong tầm giá 10 triệu, mình sẽ ưu tiên lựa chọn mua Android mới tinh. Đấy, thì cái đấy nó là cái quan điểm của từng người thôi. Đấy là quan điểm của mình. Bây giờ 10 triệu thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn lắm. Ví dụ như là chúng ta có thể lựa chọn được Redmi K60 Pro, chip 8 Gen 2 rồi. Đúng nào, màn hình thì cũng rất là xịn sò luôn, sạc 120W các kiểu, camera cũng đủ đa dụng, nói chung là thiết kế đẹp nữa. Con K60 Pro mình đánh giá là ổn đấy, trong tầm giá 10 triệu chúng ta có thể mua được rồi. Nếu mà so với cả iPhone thì tầm khoảng 10 triệu chắc là mua được một iPhone 13 mini đúng nào đấy, hay là mua được một cái iPhone 12 cũ đấy. Nhưng mà rõ ràng là iPhone 12 cũ vẻ là so với Redmi K60 Pro thì không thể bằng được. Nhưng mà cái được ở đây là gì? Đấy là dùng với lâu về dài chúng ta yên tâm hơn về cái vấn đề phụ kiện nếu mà xảy ra hỏng hóc đó. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.